Hello xin chào và mừng các bạn đến với Video Academy mình Sidô từ Video và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thumbnail ở trên Photoshop. Thì trước tiên chúng ta sẽ bật Photoshop lên nha. Đầu tiên mình muốn nói với tất cả mọi người là phần mềm Photoshop hay bất kỳ phần mềm nào khác nếu như bạn muốn sử dụng nó một cách thuần thục thì các bạn nên sử dụng nó thật nhiều, luyện tập thật nhiều để có thêm nhiều kinh nghiệm và những cái ý tưởng mới để có thể phát triển hơn nữa thì mình sẽ làm Thumb theo phong cách mình hay làm ở trên VR Academy và các bạn cũng đã thấy phong cách của mình ở trên các video gần đây trên VR Academy rồi thì trước tiên ở trong một Thumb chúng ta sẽ bao gồm nó là 3 phần chính đó chính là phần background phần chữ và phần hình mô tả. Cái phần hình mô tả thì nó khá là gọi là có thể có hoặc không nhưng mà đa phần phải có để cho nó uh, thêm cái sự thú vị trong cái thumb. Thì trước tiên chúng ta sẽ làm phần dễ nhất, đó chính là phần background. Thì trước tiên các bạn tạo cho mình một layer mới. Các bạn chuột phải vào nó thì background mình hay dùng mình sẽ biến cái background này thành dạng radian thì bây giờ các bạn sẽ tô màu đó thành một màu bất kỳ Mình sẽ tô ra màu xanh nha Bây giờ mình sẽ zoom nó lên Các bạn chuột phải vào cái background Các bạn chọn Blading Option Và các bạn click vào mục Gradient Overlay Các bạn click vào Gradient Ở đây nó có hai cái màu hai hai cái màu khá là giống nhau mình sẽ chọn một cái ra reset có sẵn để các bạn thấy sự khác biệt đây các bạn sẽ thấy đó ở dưới nó là màu xanh và ở trên là màu trắng Thì cái chức năng của cái công cụ gradient này nó sẽ khiến cho hai vùng màu các bạn nó khác nhau Ví dụ như ở đây mình càng kéo màu xanh bự ra thì cái vùng màu xanh ở trong hình các bạn thấy nó sẽ càng ngày càng bự ra đây. Nó sẽ chiếm luôn cái phần màu trắng luôn và Ở đây thì trước tiên thì các bạn cần phải có vài kiến thức về màu sắc Và các bạn nên coi nhiều những cái hình ảnh mà những người khác đã làm trên mạng chẳng hàng thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình một điều, đó chính là nếu mà background màu sáng thì chữ nó phải là màu tối, còn nếu mà background màu tối thì chữ phải là màu sáng thì hai cái đó nó sẽ tách nhau ra, nó không bị blend vào nhau để nó không bị mất những cái nội dung của chữ và cái background của chúng ta nhìn cũng rất là nổi bật. Thì ở đây mình sẽ làm cho một cái background màu tối nha, mình sẽ chơi màu hồng. Thì chúng ta có hai màu mình sẽ lựa chọn trước tiên mình sẽ lựa chọn cái màu hồng à, màu hồng nhạt nè và cái hơi tím một chút nhưng mà nó đánh về phía tối đây các bạn sẽ thấy phía trên các bạn sẽ thấy là phía trên chúng ta có một cái màu tím đậm hơn ở dưới chúng ta có một màu hồng nhạt hơn thì các bạn click OK và ở đây các bạn chọn cho một style các bạn chọn cho mình là radio đây các bạn sẽ thấy là cái background chúng ta ở giữa nó sẽ có một màu một cái vòng tròn màu hồng nó sẽ blend 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 dần ra với cái màu tím ở bên bên ngoài và để muốn scale cái blend màu hồng ở giữa nó bự ra thì các bạn kéo cái nút scale này lên 150 đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái background nhìn nó rất là tự nhiên giống như là có một cái ánh sáng chiếu thẳng vào một cái tấm tờ giấy bằng màu tím vậy đó thì các bạn sẽ có một cái bầu hơi nhạt ở ngay giữa ngay đây thì cái mục background là có vẻ là khá là ổn rồi các bạn nhấn ok thì coi như là chúng ta đã xong phần background nha bây giờ chúng ta sẽ tới phần chữ đây mình sẽ ghi một vài chữ ra đây là how to mình hay làm thum kiểu tiếng anh các bạn các bạn cũng đã thấy trên channel của mình rồi mình làm thum chữ tiếng anh how to thì để ở làm overlay ở trên youtube thì các bạn nên sử dụng những cái phone nó mập nó nhìn nó to và nhìn nó có vẻ như là thể hiện được nhiều thông tin hoặc là thuộc dạng bon chẳng hạn ở đây mình sẽ chọn một vài cái thum và nếu như các bạn nào không biết chọn thum nào thì hãy coi video 27 loại thum hot ở trên youtube nha đường link mình sẽ để ngay phía dưới là chúng này chúng ta có ba dòng chữ là how to read thum dòng thứ hai là thumbnail còn thứ thứ ba là on youtube thì bây giờ các bạn các bạn giữ control các bạn click vào từng cái phone ở phía bên phải từng cái layer phone Đó, các bạn click cả ba cái phone các bạn nhấn control t và đây các bạn đè ship các bạn kéo cho nó mập cho nó dài ra Để các bạn thu lại một chút ok ok đây đây thì để khoảng cách nó ra để cho nó nhìn nó không bị nhiều chi tiết quá đây rồi sơ sơ vậy đi thì chúng ta đã có phần chữ rồi nhưng mà phần chữ này vẫn chưa được nổi bật do là chúng ta cần phải thêm một vài cái effect các bạn chụp phải vào đây giờ chữ à, các bạn chọn blending option các bạn chọn vào ô oh, short short là các bạn có thấy chữ you, on youtube này nó sẽ có cái viền đen các bạn có thể thay đổi cái viền đó bằng cách click vào cái ô color dưới đây đó các bạn có thể thay đổi màu của cái viền nó bất, bất kỳ màu gì các bạn muốn màu vàng đỏ nè xanh nè nhiều lắm các bạn có thể thay đổi bất kỳ màu gì các bạn muốn mà thường là màu đen đi cho nó cơ bản à, cái thứ hai là shadow shadow drop shadow là gì là bóng khi mà các bạn càng kéo nó ra thì các bạn sẽ thấy đó, ở dưới YouTube cái bóng nó bắt đầu lên ra nhìn giống như là nó đè lên trên các chữ khác vậy đó mà bình thường mình không có dùng cách này bình thường là mình sẽ cho cái bóng nó thuộc dạng thành cục luôn các bạn đây các bạn sẽ thấy bóng nó bự rồi đúng không mình sẽ kéo cái distance của nó ra mình sẽ chỉnh angle là tầm khoảng 65 chỉnh distance của nó ra là tầm 16 cái distance này distance chính là khoảng cách của cái bóng tới cái chữ thì uh, các bạn khi mà các bạn coi mấy cái phim ở trên uh, mấy cái trên tivi đó các bạn sẽ thấy có rất nhiều kiểu nó sẽ làm giống như thế này đó à, các bạn sẽ thấy giống như là cái đằng sau cái chữ nó rất là dày các bạn sẽ cảm thấy được chữ uh, youtube nó rất là dày đó, các bạn nhấn ok rồi các bạn muốn copy cái effect của cái chữ on youtube lên cho hai cái how to read thumbnail thì các bạn chuột phải vào layer on youtube các bạn nhấn copy layer style các bạn paste vào chuột phải paste layer style vào những cái mà các bạn muốn paste style ok đây các bạn sẽ thấy chúng ta có chữ how to read này bạn chỉnh lại cho nó cân đối tí how to read thumbnail on youtube how to read thumbnail đó on youtube đó thì cái chữ như là đã xong rồi bây giờ chúng ta tới phần hình phần hình thì phần hình ở đây thì mình nghĩ là chúng ta nên kiếm một cái gì đó nó liên quan tới cái việc mà uh, chúng ta có những cái từ khóa như là youtube và thumbnail thì uh, mình nghĩ là chúng ta sẽ làm uh, cái chữ youtube thôi còn cái thumbnail thì mình cũng không biết có cái hình ảnh gì thể hiện được cái chữ thumbnail bây giờ chúng ta sẽ google để mà sạch chúng ta sạch là youtube Uh, PNG và mình sẽ tải cái đây mình sẽ tải cái con uh, YouTube này về. Các bạn nhấn chuột phải các bạn chọn sao chép hình ảnh. Các bạn vào lại Photoshop, các bạn nhấn Ctrl V. Các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái nút YouTube. Nhưng mà các bạn cần phải thu nó nhỏ lại. Các bạn nhấn Ctrl, Ctrl T. Các bạn thu nó nhỏ lại. Đây và ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái công cụ chọn cho mình đó là Magic One Tool nó giống như là một cái cây gậy mà có những cái ngôi sao bay bay vậy đó bây giờ các bạn click vào cái vùng trắng ít vùng đen và các bạn nhấn delete thì coi như là nó đã bị mất cái vùng đen xung quanh và bây giờ chúng ta có một cái nút YouTube cực kỳ đẹp và cực kỳ nó cực kỳ clean ở đây bây giờ cái nút YouTube này là mới đầu là cái kích cỡ nó to, sau đó chúng ta à, thu nó nhỏ lại và bây giờ chúng ta nếu mà tu nó to lên nó sẽ bị bể các bạn để ý, nó sẽ bị bể rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn cũng sẽ à, nhưng mà nó đã bị bể đó nhưng mà để không bị bể như vậy chúng ta sẽ chuột phải vào chúng ta nhấn còn to tuto Object và bây giờ các bạn có thể nhấn ctrl t vào cái icon YouTube và các bạn này kéo bự nó lên, Đây, kéo bự nó lên đây ở đây thì mình cho cái laser nó cũng cái icon này có effect giống như cái, cái chữ thì các bạn chỉ cần nhấn chuột phải qua chọn path laser style nãy đây các bạn sẽ thấy cái icon cái icon youtube này nó y chang như là cái chữ luôn Hả? mình sẽ để nó xuống dưới một chút mình sẽ để cho những cái chữ này nó xuống dưới một chút nữa đây cái cái hình này khá là bự nó khiến cho cái chữ của mình nó nó bị mất 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 chỗ để thở đây cái ở đây khi mà đã làm xong cái thâm rồi thì mình vẫn cảm thấy là cái background này có gì đó không ổn bây giờ chúng ta sẽ đổi lại do là cái chúng ta đã chọn lựa cái màu của cái icon này là màu đỏ nên nhìn nó rất là còn là sao ta nó rất là bị tẹp vô trong cái background và nhìn nó không được bắt mắt cho lắm Bây giờ mình sẽ đổi cái Radiant Overlay này thành một màu khác, màu xanh chẳng hạn Màu xanh Một màu xanh Một màu xanh, một màu xanh cực kỳ của tê chẳng cái màu xanh này được hơn nè Đây các bạn phải để ý Cái này là do một phần cũng là do cách các bạn nhìn màu thôi Các bạn nhìn cảm thấy bắt mắt thì các bạn cứ apply vào đây How to read thumbnail on YouTube Mà đây có một cái logo Các bạn có thể thêm một vài cái effect như là ngôi sao xung quanh Các bạn có thể tự biến đổi theo cái ý muốn của mình Như là các bạn lên YouTube các bạn search star PNG Các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái ngôi sao ở đây Các bạn sẽ sao chép hình ảnh và các bạn bát nó ra các bạn chọn y chang như là cái hồi nãy chọn công cụ chọn đây các bạn cắt nó ra chúng ta có ngôi sao đúng không bây giờ thì ngôi sao ngôi sao thì mình sẽ để Convert vật nó cho mark object và các bạn nhấn ctrl t đây mình sẽ để ngôi sao nó có thể là ở đây chẳng hạn đây ngôi sao đây và ngôi sao này ở trên cùng của Tất cả những cái hình này. Đây có thể cho một vài ngôi sao nhỏ hơn. Các bạn nhấn Ctrl G để copy những cái ngôi sao này ra, ví dụ như các bạn nhấn vô cái ngôi sao này, các bạn nhấn Ctrl G. Các bạn kéo ra thì chúng ta có hai ngôi sao. Và ở đó các bạn nhấn Ctrl T để thay đổi cái hướng của cái ngôi sao để nhìn cho nó tự nhiên hơn. Đấy. Ừm. Uhm thêm nhiều ngôi sao vô nữa nhiều khi cho nhiều quá các bạn sẽ cảm thấy nó kiểu nó bị uh, rối mắt ấy. nhưng mà thôi các bạn cứ uh, cho vào đi tại vì uh, mình cũng không mất mát gì còn nếu mà nó rối quá thì chúng ta có thể bỏ đi mà tất cả cũng là chúng ta dùng để luyện tập thôi à, vậy là chúng ta đã có một cái thùng rồi bây giờ các bạn có thể thêm hiệu ứng tiếc nữa Bây giờ để hiệu ứng tuyết thì cái này thú vị nha à, Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hiệu ứng tuyết luôn thì Sẵn làm thông luôn mà Thì bây giờ các bạn vào uh, Các bạn google các bạn search là Snow PNG À uh, Snow PNG cũng được, Ê, Snow PNG được nè Các bạn thấy ở đây có một cái hiệu ứng tuyết đúng không Các bạn copy nguyên cái Hình này về cho mình Sao chép hình ảnh Các bạn Paste uh, uh, nó vào thì cái hiệu ứng tuyết này nó trên cùng nó trên cùng đúng không? Bây giờ để cho cái hiệu ứng tuyết này nó mất đi cái màu đen thì các bạn click vào cái nút all normal trên đây, các bạn chọn là liner liner door. Để các bạn đã thấy, để các bạn thấy không? Nó coi như là mất cái màu đen rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái hiệu ứng tuyết này xuống phía dưới để cho cái layer này nó chỉ nằm trên cái background thôi chứ nó không làm trên mấy cái hình. Đó và các bạn còn vệt chỗ máy object của nó và các bạn Ctrl chôn kéo nó ra để khiến cho những cái hiệu ứng tuyết này nó bự lên nhìn cho nó tự nhiên hơn đó, đó. nhìn mình nhìn nó cũng không tự nhiên lắm <laughs> ok đó. Đó. tại vì bình thường mình làm mình hay kiểu khắc khe bản thân lắm mình kiểu mình không có uh... đó coi như chúng ta đã xong một cái thum rồi các bạn và cách làm từ đầu tới cuối là mình đã hướng dẫn các bạn hết cách làm rồi và nếu như các bạn đã xem video này thì hãy coi đi coi lại video nha Mình thật sự khuyên các bạn không phải là vì là mình muốn các bạn cày view như mình đâu Mà thật sự là các bạn nên coi đi coi lại video Nếu như các bạn không biết cách làm những cái mà mình làm nãy giờ thì các bạn nên coi đi coi lại video Và xem thử những cái chức năng nãy giờ mình làm nó ở đâu Và nó chức năng nó còn có thể làm gì thêm nữa Và các bạn làm đi làm lại thật nhiều lần Và đây là video hướng dẫn cách làm thumbnail ở trên Youtube Hy vọng các bạn thích video, nếu có vấn đề gì hãy comment ngay phía dưới nha Chúc bạn ngay vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha